Ông Kiyoshi Hashimoto đã sáng lập ra nhà máy này gần 40 năm trước. Ở tuổi của ông, đáng nhẽ ông nên được nghỉ hưu để an dưỡng tuổi già. Nhưng cuộc đời chưa cho phép. Đến bây giờ, ông vẫn chưa tìm được người nào kế thừa hay doanh nghiệp nào muốn mua lại xưởng sản xuất của ông. Đây là vấn đề mà chính phủ Nhật Bản cảnh báo có thể ảnh hưởng đến 1/3 số doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh nhỏ trong nước vào năm 2025 trong bối cảnh dân số ngày càng suy giảm và già hóa. Ở tuổi 82, nhưng tôi vẫn còn khỏe. Tôi sẵn sàng dạy bảo thế hệ trẻ, người sẵn sàng tiếp quản công việc kinh doanh. Nhưng một khi tôi bắt đầu yếu đi, tôi sẽ không thể làm việc được nữa, kể cả có cố gắng thế nào đi nữa. Báo cáo chính phủ Nhật Bản năm 2019 ước tính, đến năm 2025, nước này có khoảng 1,27 triệu chủ doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh nhỏ từ 70 tuổi trở lên, không có người kế nghiệp. Xu hướng này có thể làm mất đi 6,5 triệu việc làm, giảm quy mô của nền kinh tế Nhật Bản khoảng 22.000 tỷ yên, tương đương 166 tỷ đô la Mỹ. Máy móc thiết bị sẽ thành phế thải hết nếu tôi đóng cửa bây giờ. Thật là đáng tiếc quá. Nếu bạn hỏi tôi có chịu nổi hay không, thì tôi sẽ nói không có cách nào cả, phải chấp nhận sự thật. Giống nhiều quốc gia khác, các doanh nghiệp nhỏ ở Nhật Bản thường được truyền lại cho người nhà hoặc nhân viên đáng tin cậy. Nhưng tình trạng kinh tế trì trệ kéo dài khiến các doanh nghiệp nhỏ không còn hấp dẫn với thanh niên. Những công ty ở vùng nông thôn còn khó khăn hơn bởi xu hướng thích sống ở thành phố của giới trẻ và giảm dân số ở nông thôn đang gia tăng. Ngoài ra, nhiều người Nhật lớn tuổi còn cho rằng bán lại doanh nghiệp cho người ngoài là điều đáng xấu hổ. Một số người lựa chọn thanh lý tài sản công ty hơn là tìm người mua lại.